Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ tôi đang có mặt ở nhà thờ giáo xứ Đan Cà. Nhà thờ giáo xứ Đan Cà ở thị trấn Định Quán, tỉnh Đồng Nai, thuộc giáo hạt Túc Trưng, giáo phận Xuân Lộc. Chúng ta cùng chiêm ngắm vẻ đẹp của ngôi thánh đường cũng như vùng đất ở đây nhé.